Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đáp theo lời yêu cầu của một bạn nào đó, chắc cũng khá lâu rồi đó. Có yêu cầu mình xem thử bên trong cái loa Bluetooth không dây các bạn. Thì mình nghĩ là nó cũng bình thường thôi. Thì trước đây mình có mở ra một lần rồi, một cái loa rồi, thì thấy bên trong chỉ có một số cái đơn giản thôi, nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Thì hôm nay mình cũng sẽ chiêu lòng bạn ấy một lần. Phá thử cái loa Bluetooth ha, nhưng mà loa này nha các bạn. Đây. Đây là cái loa Bluetooth đọc sơ sơ nè, thông minh ha các bạn. Và chả biết thông minh gì, nhưng mà nghe người bán nói là nó là một cái chậu cây. Đây. Mới tin nè, hình như đây có cái hướng dẫn sử dụng các bạn. Đổ qua đây đi, không thích đọc lắm đâu. Đây, một cái chậu cây. Vừa là chậu cây mà vừa là loa Bluetooth thôi các bạn. Đây, dây sạc nè. Qua bên. Có cái lỗ. Một cái lỗ thôi các bạn thấy không? Đấy, cái lỗ đó là chắc để thoát nước các bạn. Có nghĩa là đây một cái chậu nè. Mình có thể trồng cây vào đây. Và vừa là loa luôn. Đây, cái này là cái cổng sạc hay là cái gì đó nè. Cái nút, cổng sạc thôi các bạn. Để lại gần nhé. Đây là chắc là sạc pin nè. Đây là nút tắt mở nè. Đây là chắc là đèn hả? Có hình cái mặt trời nè các bạn. Hình ông mặt trời chắc là đèn hoặc là tắt play pause rồi đó. Giờ mình mở nó thử xem. Chà. Hơi khó ha. Rồi được rồi. Rồi, đúng rồi. Đây là cổng sạc nè các bạn. Cổng micro USB ha. Rồi. Đây là cái nút. Cái này nó làm bằng cao su, chắc là để một phần nào đó chống nước thôi các bạn. Cái dải màu trắng này chắc là cái đèn rồi. Nghe nói nó có thể làm đèn ngủ nữa các bạn. Cái mình mua được thì màu hồng, nhìn khá là dễ thương. Chậu hoa này cũng không có lớn lắm. Đây bàn tay nè, thấy chưa? Giữa có một cái cây lên. Thì chắc là cái cây cảm biến. Cái chức năng đặc biệt nhất mà mình thấy theo lời quảng cáo á, đặc biệt nhất của cái chậu hoa loa Bluetooth này đó chính là nó cảm biến cả cái cây luôn các bạn. Mình trồng cái cây vào đây nè đó, thì mình khi mình chạm vào cái cây á, cái lá cây hoặc là cái thân cây á, thì nó sẽ phát nhạc, nó sẽ điều khiển nhạc bằng cái đó. Đó là theo lời người bán nói nha các bạn, mình chưa có từng thử nha, mà nghe khá hay ha. Bây giờ thì mua cái loa rồi nè, tí nữa lén lén ra phía trước nhà hàng xóm cắt trộm một cái cây gắn vào ha, để coi thử cái chức năng mà như quảng cáo đó có đúng thật như vậy không các bạn. Rồi sau đó cái màn cuối cùng vẫn là banh em ấy ra bên trong để mà thỏa lòng các bạn nào đấy mà yêu cầu mình khám phá loa Bluetooth các bạn. Bây giờ thử nha, thử cái loa này nha. Đầu tiên mở lên nè, chắc nút này rồi, bấm thôi. Đấy, lên tiếng rồi đó. Nó phát nhạc các bạn, tự động luôn. Rồi, im rồi. Rồi, không biết sao, bấm thử nút này coi. Kết nối ha. Bây giờ mình kết nối. Ui, có đèn, có đèn, có đèn. Mới thấy cái đèn nháy lên đó. Đó, gõ vào. Đây nè các bạn. Hình như là nó có cảm biến xung quanh đó các bạn. Mình gõ mạnh thì nó, đây mình lắc nó mạnh một chút nó sẽ có đèn và nhạc luôn đó, đèn đèn đủ màu thay đổi luôn các bạn. Bây giờ mình tắt cái đèn máy quay nha, tắt cái đèn máy quay cho mình nhìn rõ cái đèn này luôn các bạn ha. Rồi mình tắt bớt cái đèn máy quay rồi, còn lại một bóng nhỏ thôi đó. Các bạn thấy đèn khá là đẹp luôn ha. Đây là gần chút nha, đèn sáng hơn khá là đẹp luôn nè, đó màu xanh. Mà mỗi lần mình gõ là nó lại lên tiếng nhạc luôn các bạn. Lạ nha. Đó. Bây giờ lắc thử xem, lắc giống như người ta lắc bầu cua ấy. Đấy. Khá hay các bạn. Rồi tắt đèn rồi. Hay quá. Mình nghe loa này thấy lạ lạ ha, lại lắc là nó mình lắc thì nó lại có tiếng nhạc mà có cả đèn. Hay hay.
Rồi, bây giờ sử dụng một cái điện thoại mình kết nối với nó mở nhạc thử như sao các bạn ha. Đây, mình có cái điện thoại này. Rồi, giờ mình mở lên. Kết nối Bluetooth nha. Ui. Không đụng chạm gì vào nó mà mới nghe cái tin một cái các bạn. Rồi, giờ đang dò nè các bạn, đang dò thiết bị Bluetooth nha. Ui, lâu quá. Lâu quá mà vẫn chưa có. Sao lại vậy ta? Bình thường là nó sẽ hiện lên liền các bạn. Khi mà kết nối Bluetooth nó sẽ hiện lên thiết bị lên liền. Hay là còn phải bấm cái nút nào nữa không? Thử lại coi. Bluetooth mode. À rồi, nó mới đọc là đang chờ kết nối luôn các bạn. Đây, hiện lên K3 luôn nè. Vậy là có nghĩa là phải bấm vào đây. Mở nó lên xong bấm vào nút giữa nữa. Rồi đèn nhấp nháy nè. Thì mới là cái tình trạng là đang chờ để kết nối các bạn. Đó, bây giờ nó đang chờ để kết nối nè. Nó tên là K3 luôn nè. Rồi, đang ghép nối thấy chưa. Rồi, tiết tinh được rồi đó. Giờ thử mở bài nhạc nha. Đấy. Có nhạc, có đèn nháy nháy đẹp bạn ha. Rồi. Hình như là nó nháy theo điệu nhạc luôn đó các bạn. Có nghĩa là hình như cái loa nhạc này là nó nháy cái theo cái điệu nhạc luôn. Khi mình kết nối với nhạc thì nó sẽ nháy theo điệu nhạc. Mở thử volume cho nó lớn lớn lên tí nha các bạn. Hết đát rồi đó. Nó nháy theo điệu nhạc đó các bạn. Ô, mình mở nhỏ xuống một tí nha. Rồi, bây giờ mình cho nó qua cái đoạn nhạc này coi thử nó sẽ thay đổi cái nhạc, cái đèn như thế nào các bạn. Đó, nó nháy theo điệu nhạc đó các bạn. Mình mở nhỏ thì nó chưa có đủ âm lượng để mà nó nháy nhạc này các bạn. Phải to lên một chút. Đây, bây giờ mình cho nó to volume lên một tí nha, nó sẽ nháy nhạc nè. Đó. Tùy cái bài nhạc nha các bạn, cái âm lượng nó vừa đủ thì cái nhạc, cái đèn nó mới nháy nha. Rồi, bài nhạc này hết rồi, qua bài khác rồi. Rồi. Bây giờ mình thử tắt đèn nha các bạn. Thử tắt đèn, tắt tối đèn toàn bộ luôn để xem nó sáng đẹp như thế nào nha các bạn. Tắt hết rồi thì khá đẹp luôn. Đó. Nháy rất là đẹp các bạn. Ủa sao mất tiếng người ta? Ủa? Ui. Rồi, được rồi này các bạn. Nháy rất là đẹp luôn. Đây, cầm lại gân nè. Ô, tắt đèn nè các bạn. Mở đèn nè. Tắt đèn, mở đèn. Rồi, tạm thời tắt đi. Cái này nó còn có chức năng đèn ngủ nữa các bạn. Bây giờ mình bật cái nút bên phải á. Hồi nãy nó có ba nút, cái nút bên phải cùng rồi các bạn. Bây giờ mình đó là cái nút
đèn hình, thấy cái hình ông mặt trời đó. Bây giờ mình thử mở phải đèn ngủ không nha. Ôi nó không lên rồi các bạn, bấm rồi mà nó không lên đấy. Rồi đây chức năng gì đây không biết luôn. À, nó tự phát nhạc luôn các bạn. Thôi mở đèn thôi. Giờ mình mò thử cái chức năng đèn ngủ nha các bạn. Tìm hôm nãy giờ không thấy cái chỗ nào để mình bật đèn ngủ, tại vì nghe nói nó có đèn ngủ này mà thấy có cái dấu đèn này các bạn, không biết phải sao. Rồi mở lên rồi đó. À được rồi nè các bạn. Có nghĩa là mình muốn mở đèn ngủ là mình phải tắt hết toàn bộ. Tắt hết toàn bộ, sau đó là mình bấm cái nút bên này nè. Mình sẽ tắt hết chế độ Bluetooth rồi tắt hết, xong mình bấm cái nút bên phải này nó sẽ là đèn ngủ nha các bạn. Rồi giờ mình tắt đèn nha. Đó, rồi đây. Đây đèn ngủ nữa các bạn. Tắt luôn cái bóng còn lại nha. Đấy đèn ngủ đó. Ô nhìn khá là đẹp luôn. Buổi tối để thì khá là đẹp hơn các bạn. Sáng trưng. Nhìn trên video thì nó có vẻ rực rỡ đó các bạn, nhưng mà ở bên ngoài thì nhìn rất là dịu mát, nhìn khá đẹp luôn, mình đánh giá rất là đẹp. Đây. Rồi, mở đèn đi. Tắt đèn thôi. Bây giờ mình thử cái tiết mục trồng cây nha các bạn. Tiết mục mà đối với mình là nó hay nhất luôn á. Nghe người ta nói á, là khi trồng cái cây vào, mình sờ vào cái cây thì nó sẽ cảm biến, mình không biết như thế nào. Bây giờ mình thử mở lên nè. Đó. Mình thử chạm vào cái cây này. Theo mình thì cái cây này là giống như là cái cảm biến á các bạn, cảm ứng á các bạn. Thử nha. Đó. Đó, chạm vào được nè. Khi mình chạm vào thì nó phát nhạc á. Đây nè. Chưa chạm luôn nè, thử nha. Tèn 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 đó. Đó mình chạm vào cái này nè các bạn. Ôi chưa chạm luôn. Không 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 hiểu lắm nha. Thôi bỏ xuống đi. Rồi im rồi đó. Bây giờ để kiếm cái cây bỏ vào nha các bạn. Đây nó lộn xộn quá. Đây đầu tiên mình muốn thử với cái này trước. Cái này là cái xốp cắm hoa các bạn. Đấy, mình bỏ cái số cắm hoa này trước rồi sau đó mình mới sử dụng đất luôn nha. Để mình test cái loa này luôn coi thử nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ nhét cái shop cắm hoa này vào đây, tắt cái đã, nó ồn quá. Power off. Rồi tắt rồi đấy. Bây giờ gọt cái này cho vào đây. Ôi cái số cắm hoa này năn nỉ cái em bán bông dữ lắm mà em mới tặng cho cục này nha các bạn. Với điều kiện mình tặng lại cho em mấy 10.000. Ôi, khá to rồi. Lại phải gọt. Gọt cho vừa bỏ vào đây luôn nha các bạn. Xong phim. Đẹp đẽ, dọn cái nóng này đã. Rồi. Đây. Tèn tèn. Đây, một cái cây này các bạn. Mình chả biết cái cây này là cây gì luôn. Nhưng mà nãy mới lén lén qua nhà hàng xóm cắt trộm được. Tí nữa mà các bạn có nghe tiếng chó sủa hoặc là tiếng chó tru gì đó là do mình trộm cái này nó phát hiện được đó nha các bạn. Đừng bất ngờ nhé. Rồi, chạy máy vào đây. Chết cha, hơi cao rồi. Lắc bớt đi. Phù hợp. Wow. Hợp lý rồi các bạn ha.
Thấp xuống chút đi. Rồi. Đấy. Chiều dài của em ấy cứ nhiêu đây thôi. Rồi. Cho nước nha. Rồi, bây giờ bật lên test thử cái vụ mà chạm lá, chạm cây nha các bạn. Rồi, ok. Ui, chưa đụng luôn. Chưa đụng gì hết mà lên tiếng rồi. Thử đụng nha. Ui, hay. Hay các bạn. Có nhạc rồi đó. Bây giờ tắt nha. Ui, mình hình như mình thổi nó cũng có cảm biến nữa đó. Thổi thử coi. Đấy đấy. Rồi, không lên rồi. Thử lấy tay nha. Chạm vào nha. Đó. Rất là nhạy luôn các bạn. Chạm từ trên đầu luôn nè. Để đây dễ nhìn nha. Chạm từ trên đầu nè. Đó. 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 Ở dưới nè. Cái cảm biến này nó rất là nhạy luôn các bạn. Mình chưa chạm vào trực tiếp luôn mà nó lên tiếng rồi nè. Thấy chưa? Mới từ xa thôi. Chưa chạm luôn á, chỉ mới gần thôi nè. Đó, chạm nhẹ là nó ấy rồi. Hay quá ha. Vậy là cái vụ mà chạm vào lá cây là có thật nha các bạn nè, cái thân cây cũng vậy nè. Khá hay luôn, không biết tại sao luôn ha. Ô, mình chạm vào cái loa cũng được nữa nè. Đó đó, hết rồi. Hình như nó quá nhạy cho nên mình chạm vào cái loa đôi khi nó cũng có phát nhạc, nhưng mà chủ yếu là chạm vào cái cây các bạn nè. Chạm vào cái cây nè, 100% luôn, khi chạm vào lá cây là được luôn. Hay ha, rất là lạ luôn á các bạn. Bây giờ mình thử rút em này ra, cắm một cái cây giả vào nhé. Đấy, chạm vào đây mình nghĩ chắc được luôn nè. Nè, không cần chạm luôn nè, mình chỉ cần để tay ngang qua luôn các bạn, chỉ cần để tay ngang qua là nó hát luôn nè. Nè, đó, đấy, không cần cái cây luôn, quá hay. Mình có chuẩn bị sẵn hai cái hoa giả đây, hai cái hoa giả nè, bây giờ mình cắm thử coi. Hoa giả thì không được các bạn ơi, chắc là nó không có dẫn điện ha. Trong cái cây này chắc là ít nhiều gì cũng có nước đó các bạn ha. Còn cái này là dẫn điện nè, nó không dẫn điện nè. Cái này nó bằng vật liệu không dẫn điện cho nên nó không không được các bạn. Mình chạm xuống dưới chắc là được nè. Đó 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 đó. Hoa giả thì không được rồi. Hoa giả là không được nha các bạn. Rồi. Rồi, cái xốp này các bạn, cái xốp nước nè, để mình tắt cái ồn quá. Power Rồi, cái xốp nước này á thì nó rất là hút nước, nó rất là háo nước luôn, hút nước rất là tốt cho nên có thể cái nước đó, nó làm cho cái dòng điện truyền đi được. Bây giờ mình thử thay bằng cái đất coi thử cái độ nhạy nó có bằng cái xốp này không các bạn. Mình thay bằng cái đất thật á, đất trồng cây á, rồi cắm cái cây này vào ha. Ok chưa? Bây giờ lấy cái này ra thay đất vào ha. Rồi chờ mình xíu nha. Rồi có đất rồi nè các bạn. Cái đất này nó hơi khô, nó không có ướt lắm đâu, nó hơi khô không có ẩm lắm đâu nha các bạn. Bây giờ mình cứ để đất khô hơi khô đó, mình cắm cái cây vào coi thử như thế nào ha. Đấy, em ấy đây. Rồi lại bật loa lên nha. Rồi bây giờ chạm thử nha. Trời, đất này nó khô luôn á các bạn, cái đất này nó rất là tơi luôn nè. Nè mình bóc thử cho các bạn xem nè. Nó rất là tơi khô luôn, nó không có ướt lắm đâu, nó chỉ hơi ẩm rất rất là nhẹ thôi, nó không có ướt lắm mà vẫn ok nha các bạn. Đây vẫn chạm được bình thường nha. Đó. Cái
loa này khá là nhạy luôn các bạn. Mình thấy cá nhân mình thấy rất là hay luôn. Bây giờ thì không cần phải đổ nước luôn, và mình sẽ kết nối nó lại với lại điện thoại, rồi mình có thể chạm để mà điều khiển nhạc không nha các bạn nhé. Bluetooth mode đang kết nối nha các bạn. Hồi nãy mình có sẵn rồi đó, cho nên bây giờ đang chờ kết nối thôi. Rồi được rồi. Chạm để mở nhạc thử nha các bạn. Ồ không được. Không được các bạn. À, vậy là cái loa này mình chỉ có thể chạm để mà nó phát cái nhạc có sẵn thôi các bạn. Đó, những cái bài nhạc có sẵn thôi chứ còn không thể nào dùng để mà điều khiển được. Nó không điều khiển được nhạc luôn. Đâu mình mở thử cái chương trình chơi nhạc trên đây coi. Rồi, bây giờ mình chạm thử nè. Mình mở cái chương trình chơi nhạc lên đó các bạn. Không phải YouTube nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạm vào coi thử nó có mở nhạc được không nha. Không nha các bạn. Vậy là không rồi. Vậy là cái loa này mình chỉ có thể điều khiển nó chơi những cái nhạc có sẵn trong cái loa thôi. Với cái chế độ mà khi mình bấm qua cái nhạc nãy đó các bạn, nhạc có sẵn đó, những cái nhạc đơn sắc có sẵn đó. Chứ còn khi mà để điều khiển nhạc thì không thể ha. Rồi đó, bây giờ là được nè. Đó. Chạm vào nghe cho hay thôi, khi mình chạm vào vừa có nhạc vừa có đèn nè, đó. Chứ không thể điều khiển nhạc trên điện thoại được nha các bạn. Rồi, màn cuối cùng là rút em nãy ra. Ui. Ồn ào quá, tắt nào. Lắm mồm. Rồi, tắt rồi. Giờ màn cuối cùng vẫn là mình sẽ đổ hết mớ đất này ra và xem thử bên trong nó có gì để thỏa lòng mong ước của các bạn nào đấy mà hôm trước mình khám phá loa Bluetooth nhé. Chờ mình tới nha. Vậy là sạch sẽ rồi nè. Mình đã đổ đất ra hết. Bây giờ tìm cách mở nấy ra coi thử bên trong nó như thế nào nha các bạn. Ok, kiếm chỗ này mình thấy có mấy cái chân nè. Có thể dưới nó sẽ có ốc hay là cái gì đó. Mình sẽ tìm cách mở ra nha. Ồ, chính xác rồi này các bạn, có ốc nè. Giờ mình mở hết luôn nha. Rồi nè các bạn, đây vừa mở ba con ốc dưới đít ra đây. Là rớt ra luôn nè các bạn ha. Này, mở nè. Đó. Toàn bộ luôn nè. À, cái mà nãy mình lắc mình thấy lục cục là cái loa rớt ra nè các bạn. Đây, phần dưới đấy không có gì hết đặc biệt luôn, chỉ có nhựa nè. Mấy cái vòng nè, đây là cái đệm để mà cho nó êm cái loa thôi ha. Rồi bỏ qua một bên. Đây, một phần chính của anh ấy, cái loa nằm ở đây là một cái viên pin khá bự luôn. Những cái loa Bluetooth ngày xưa mình có mở ra thử á, thì nó cũng chỉ có đầu tiên là viên pin, hai là cái loa, và thêm một phần nữa đặc biệt đó chính là cái mạch. Chỉ như đó, và đây cũng vậy các bạn. Cái này quan trọng là mình muốn kiểm tra thêm cái phần cảm biến này như thế nào. Thế còn hầu như tất cả những cái loa Bluetooth thì nó chỉ đều có mấy phần này thôi. Cái mạch này mình thấy có con ốc nè. Mở ra luôn nha. Ồ, cái loa này mình mua mới mà sao thấy con ốc này có vẻ cũ nữa các bạn. Đây, nhìn nó hơi cũ cũ ha. Đây là gần nha. Ồ, nhìn con ốc này có vẻ hơi cũ cũ các bạn. Thôi các bạn đi. Tháo con ốc rồi mà nó vẫn còn cứng cứng không ra được nữa các bạn. Chắc bị dán keo quá. À, đây thì ra là không, đây nó bị hàng nè các bạn. Đây cái chân mà cảm biến đó các bạn, đây từ đây nè. Đây cái cây cảm biến đó các bạn, từ đây ha, đây dính cứng vào trong cái phần nhựa nè. Đây dính cứng vào cái phần nhựa nè, và nó nối ra tới cái mạch luôn, và bị hàng lại, hàng chết là ngay chỗ này luôn nè các bạn. Hàng chết vào cái mạch luôn nha. Ồ, chỉ có nhiêu đó thôi. Ồ, trên cái mạch thì gồm có mấy con IC nè bạn. Đó. Đây là hai cái nút nè, hai cái nút hồi nãy đó, và cái cổng sạc, cái chân sạc. Rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Ôi. Cái loa này mình mua cũng không mắc lắm đâu nha các bạn, chỉ có hơn 100.000 thôi. Nhưng mà mình thấy khá là hay luôn, nhất là cái vụ mà chạm đó. Và âm thanh của nó thì rất là tốt. Dĩ nhiên là không thể nào so sánh với những cái loại loa mắc tiền được, nhưng mà đối với mình nó với cái mức giá đó thì khá là ổn rồi ha. Rồi, thể thiệt các bạn gì đó thì tháo loa Bluetooth thì chỉ có nhiêu đây thôi.
Dĩ nhiên một cái loa bình thường, loa Bluetooth bình thường thì nó chỉ khác cái này ở chỗ cái chỗ này thôi các bạn. Chỉ khác cái này thôi ha, còn lại là y chang. Rồi, hoặc là mong muốn rồi nha bạn gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like khích lệ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.